Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồng hồ ống hút như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm thôi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc đồng hồ có trang trí bằng những cái ống hút như thế này nhé. Thì việc đầu tiên mình sẽ sử dụng cái mình sẽ lấy nguyên liệu là những cái tờ giấy như này để mình làm cái đồng hồ. Có thước kẻ, những cái ống hút màu sắc khác nhau, keo nến, compa, tẩy, kéo, bút chì và những cái bút màu khác nhau để mình làm nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị những nguyên liệu xong và mình sẽ bỏ những cái đồ này ra. Mình sẽ bỏ những cái đồ này ra và mình vẽ cái hình đồng hồ nhé. Mình sẽ để phụ gì qua một bên như này. Đó. Giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ của mình là tầm khoảng 8 cm, nhỏ thôi ạ. Mình sẽ thử xem thế nào nhé. 8 cm hoặc là 8 cm rưỡi. Mình sẽ nhích thêm một xíu là 8 cm rưỡi đây. Mình nghĩ 8 cm hơn một xíu là được ạ. Rồi mình sẽ vẽ nhé. Các bạn thì sử dụng cái bìa giấy cứng để các bạn vẽ, các bạn làm nha. Đó, hoặc là các bạn mình tẩy đi đã. Rồi các bạn sử dụng cái tờ bìa cắt tông. Và bây giờ thì chúng mình cùng nhau cắt. Mình sẽ cắt ra nha. Mình sẽ lấy kéo để mình cắt ra. Mình sẽ cắt ra như thế này. Mình sẽ kéo ghế gần lên để cắt cho nó dễ. Rồi, mình sẽ cắt. Cắt như thế này. Tròn như này. Đó. Các bạn thích cái đồng hồ của mình to hơn thì các bạn có thể để cho cái đồng vẽ cái hình tròn to ra nha. Mình sẽ sử dụng cắt hơi chậm một xíu. Được rồi. Để mình sẽ lật lật này. Để mình sử dụng nha. Cái tờ này mình hơi cong một tí á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái ống hút như này. Cái ống hút như này thì mình đã cắt sẵn được một ít rồi. Mình cắt bỏ cái dây kẽm này ra, nó bị ấy mất. Mình sẽ gắn vô đây theo cái hình tròn. À, và mình sẽ vẽ một cái đường tròn nhỏ ở đây nhé. Để mình còn biết được cái đấy thì mình để co. Mình sẽ cách cái ấy là tầm 1 cm thôi ạ. Rồi mình sẽ vẽ thêm một đường tròn nữa ở đây.
vẽ nhạt thôi nha, để tí mình còn đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng keo nến để mình gắn vào ạ. Còn các bạn có thể sử dụng keo à, cái băng dính hai mặt ạ. Mình đã cắt dẫn này rồi đó, còn các bạn mình sẽ cái này mình cắt là năm bốn đến hơn 4 cm, gần 5 cm ạ, hoặc là 4 cm cũng được, nếu mà các bạn thích ấy hơn các bạn có thể cắt 4 cm hoặc là 5 tùy theo các bạn đấy nhé. Chắc mình phải ấy dịch vào bên trong một xíu nữa vì cái này của mình nó hơi dài. Ok, tí thừa thì mình sẽ cắt, nếu mà thấy dài quá thì mình sẽ cắt bớt nhá, nhưng mà mình sẽ ghép vào nó vào đây và mình sẽ dán theo cái đường tròn như này. Đây mình sẽ phết lên đây, keo của mình nó vẫn chưa nóng hẳn đi, chờ một xíu. Đây mình đã có những chuẩn bị những cái màu như thế này. Đây mình đã, trong khi chờ cái keo nó ấy hơn thì mình sẽ vẽ cái đường tròn. Mình sẽ lấy cái lắp của cái keo hồ của mình để mình vẽ nhé. Đây, mình sẽ vẽ hướng này. Vẽ những cái số. Đây. Các bạn để không cần vẽ số đâu, không cần vẽ ấy, vẽ vòng tròn này các bạn để vẽ viết số luôn. Sau này mình sẽ tách vô đây, là mình sẽ vẽ đối diện này đã, đối diện nó đã, cho nó được cân bằng. Mình sẽ vẽ, các bạn có đấy, tại vì mình vẽ được cái hình tròn này nó không được phẳng thẳng lắm ấy, nên mình sẽ sử dụng cái lắp để mình làm cái dấu nha, làm cái khuôn để mình vẽ. Và tiếp ở đây đó, và mình sẽ vẽ hai hình tròn ở đây. Tiếp tục như thế này. Đó, mình sẽ vẽ nữa. Mình sẽ tô cái tròn này rồi xong tí mình sẽ ghi số vào nha. Mười hai trên đồng hồ có 12 số này nè, kèm 12 hình tròn. Đó, và mình đã sẽ tẩy bớt cái mà nó bị tô tràn ra nha, vẽ tràn ra. Mình có thể vẽ lại.
Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng keo nến để mình gắn các cái đường này vào đây nhé. Mình sẽ phết một đường như thế này. Mình sẽ gắn. Tí cái nào mà không đều thì các bạn có thể cắt đi. Gắn vào nhau. Ô, cái này nhanh đông nhỉ. Mới quyết được một xíu mà nó đông như này rồi. Cũng không cần quá là nó ở gần quá đâu. Và nó được khít vào nhau đâu. Tại vì mình theo mình chói nó cũng không thể khít nổi. Cũng khít được nhưng mà nó sẽ ấy hơn ý. Sau đó thì màu cam. Tí mà mình đó, xong mình sẽ quấn quanh cái đường này. Mình sẽ gắn màu này vào. Sau đó màu xanh. Sau đó màu tím. Màu này tiếp. Mình gắn random nha. Các bạn thích ấy, gắn màu nào thì bạn gắn nha, mình gắn random. Mình cứ nhặt được màu nào thì mình sẽ gắn màu ý. Tại vì nhiều lúc kiểu cái ngẫu nhiên ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Gắn tiếp vào đây. Và mình gắn cũng không phải là đều nhau quá đâu ạ. Tiếp tục nhé. Cái này nó bị bung ra. Và mình phát hiện là cái ống hút của mình cắt sẵn ấy đã hết rồi. Còn một cái này. Và bây giờ mình phải cắt thêm. Mình sẽ sử dụng các cái màu như này. Đây để mình cắt thêm nha. Đó. Cắt tầm mình nói là tầm khoảng 4 cm. Để cho mình cắt đáng sợ thế nhỉ. Mình sẽ vừa cắt như này rồi mình vừa giữ hai đầu như này, mong là không vào tay. Bạn nào thấy nguy hiểm quá các bạn có thể bỏ qua cái bước, đừng làm theo mình nhá. Đấy, mình sẽ cắt mỗi cái hai lần thôi, ba lần chứ nhỉ, ba lần đi ạ. À? Sao cái ngắn cái dài này. Ok, mình sẽ cắt như cái này. Lần này mình cắt 4 cái. Mình giữ này để cho nó đỡ khỏi bị bay ra ấy ạ.
gấp 3 lần tiếp. Mình sẽ cắt từng cái, nếu như gần hết rồi cắt từng cái cũng được. Tại mình cảm thấy ui nó bay mất rồi đó, mình sẽ đi nhặt cái bị bay nha. Cái bị bay không biết nó đang ở đâu rồi. Đây, bây giờ mình sẽ gắn vào nha. Cái thừa này mình sẽ bỏ qua một bên, mình sẽ gắn. Cái này là có nhiều màu xanh lá hơn này. Mình sẽ sử dụng đen đu để mình gắn nha. Sẽ làm đen đu. Mình sẽ gắn vào đây. Cái màu mình nhặt được, mình đúc được random cũng là một cái sự khá là hay. Mình vừa phát hiện là mình bị hết nên mình cắt thêm. Như thế mình phải cắt hết nhỉ. Cho ở đây là nó bị đục thì keo mất. Cái dài quá. Còn cái gì không? Một cam. Một tím. Ok, giờ mình sẽ dán nha. Hết cái này, hết cái keo. Đó, xong rồi mình làm rơi. Mình sẽ gắn vào đây. Mình sẽ gắn lần lượt vào. Màu đỏ này, màu đỏ mình thấy khá là ít, thường rất là nổi. Mình sẽ đẩy lên một xíu. Cái màu này sẽ gắn vô đây. Mình sẽ gắn màu cam. Vậy là xong rồi. Wow, khá là đẹp ạ. Mình sẽ tắt cái ấy đi. Và mặc dù nó lên đu này mình thấy khá là đẹp nha. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái bút này để mình vẽ số từng con số nha. Mười hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Đó, sau đó mình sẽ sử dụng cái bút bi đỏ của mình chấm vào ở trọng tâm. Rồi mình sẽ vẽ đồng hồ. Mình sẽ vẽ đó.
Mình sẽ vẽ vòng tròn to ra một xíu như thế này. Và các bạn muốn cái màu sắc của mình hơn ấy, mình sẽ tô từng cái này nha. À, nó không đấy lắm nên là mình sẽ sử dụng cái bút màu hồng hay màu cam nhỉ, màu xanh đi, màu xanh để tô từng cái này một. Sẽ tô vào đây. Dù tay của mình hơi run ạ, nhưng mà mình tô sẽ bị tràn ra ngoài. Các bạn có thể gắn thêm những cái thứ lấp lánh, long lanh ở đấy của bạn nhé, ở trên cái bề mặt đấy, trên bề mặt của đồng hồ. Đó, vậy là xong rồi. Các bạn có thể gắn thêm những cái sticker như sao ở đây. Mình sẽ tìm các tờ giấy màu khác nhau để mình gắn vô đây nhỉ. Mình sẽ gắn thế nào ta? Mình sẽ cắt những hình tam giác nha. Đây, mình có màu tím này, mình sẽ cắt hình tam giác. Đấy, cắt những hình tam giác như này. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái keo nến. Không là sử dụng hồ. Hồ của mình bị rơi. Để mình dán từng cái như thế này. Mình sẽ dán random nha. Mình cứ thích kiểu bị random ấy, ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên luôn là đẹp. Mình sẽ dán như thế này. Không cần phải quá là gần, quá là xa đâu các bạn. Đây là mình trang trí nên là mình thích. Nếu mà đặt tên cho đồng hồ ấy, thì mình sẽ đặt là sự ngẫu nhiên. Nhưng mà giờ rất không ngẫu nhiên được các bạn ạ. Chúng ta phải đúng giờ. Đó. Vậy là mình đã chúng mình đã hoàn thành xong sản phẩm của mình rồi. Đây, chúng mình cùng nhau ngắm thành phẩm nhé. Cái này nó bị dính vào này. Đó, và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tiếp theo.